Thưa quý vị, khi mà rác thải nhựa ngập tràn trên toàn cầu gây hại cho môi trường thì người ta bắt đầu tìm kiếm các nguyên liệu mới để mà thay thế. Và lau sậy là một trong những nguyên liệu được lựa chọn để làm ống hút thay cho ống hút nhựa một lần. Không chỉ có vậy, nhiều bạn trẻ còn nghiên cứu việc trồng lau sậy để làm sạch nước thải ở các khu công nghiệp. Và trong chương mục khách mời hôm nay, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với những cái hành động của một nhóm bạn trẻ đã và đang dồn nhiều tâm sức cho những dự án thú vị này. Tôi là Hoàng Xuân Đức, 31 tuổi. Tôi là Nguyễn Thị Nga, năm nay tôi 28 tuổi. Tôi là Nguyễn Thị Thu Huyền, năm nay tôi 23 tuổi. Chúng tôi là Manas. Manas có nghĩa là câu chuyện của những nguồn năng lượng mới, vốn có 4 thành viên. Tuy nhiên, một mảnh ghép của Manas lại sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nên bình thường chỉ có 3 bạn trẻ này trực tiếp làm việc với nhau. Sản phẩm mà họ nghiên cứu và đã đưa vào thị trường được làm từ một giống cây vốn được xem là kẻ thù của người nông dân, đó chính là cỏ lau sậy. Manas của chúng tôi hiện tại đang tập trung vào 4 dòng sản phẩm chính. Thứ nhất đó chính là ống hút thiên nhiên được sản xuất từ cây sậy. Thứ hai nữa đó chính là trà sậy. Thứ ba là trà sữa sậy. Và thứ tư nữa đó chính là dòng sản phẩm sử dụng sậy để cải tạo đất, cải tạo môi trường. Vì vấn nạn rác thải nhựa nên có lẽ sản phẩm ống hút từ lau sậy của Manas được nhiều người quan tâm, nhất là sau khi đưa vào thị trường. Giờ đây, hàng chục quán cà phê, nhà hàng tại Hà Nội đã sử dụng ống hút bằng lau sậy của Manas để phục vụ khách hàng. Quán mình theo hoạt động bảo vệ môi trường cũng được 7 năm rồi. Thì trong các hoạt động của quán, trong cái hoạt động vận hành đó, thì là mình cũng cố gắng giảm thiểu tất cả những cái sản phẩm về nhựa, ống hút lau sậy này rất là hay, rất là cứng cáp. Đó và có thể dùng để cho những cái món nước đặc như là sinh tố. Đó, thì mình rất là hài lòng với cái sản phẩm mới này. Loại cỏ lau sậy vốn bị người nông dân ghét bỏ, nay lại có thể dùng để làm ra những sản phẩm mang thông điệp ý nghĩa, thay thói quen, thay nhận thức. Bởi mỗi chiếc ống hút làm từ cỏ lau sậy được sử dụng, sẽ bớt đi được nhiều chiếc ống nhựa sử dụng một lần. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Việt Nam Ngày Mới. Tôi vừa trải nghiệm uống nước bằng ống hút từ cây lau sậy. Quả thực là khá thú vị và khi dùng loại ống hút này thì tôi cảm thấy mình đang có trách nhiệm hơn với môi trường. Và ngồi cạnh tôi đây là chị Nguyễn Thị Nga, một trong 4 tác giả của sản phẩm tuyệt vời này. Và chào chị, cảm ơn chị đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Diệu Ngân, xin chào khán giả của Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Vâng, chị Nga có thể cho biết là cơ duyên nào đã thúc đẩy chị và các cộng sự của mình lựa chọn sản phẩm ống hút từ cỏ sậy để khởi nghiệp? Mình nghĩ nó là một cái duyên ấy. Mình xuất phát là một kỹ sư, được học rất là nhiều về cây trồng và các phương pháp làm sao để có thể cân bằng hệ sinh thái, trồng cây để có thể hỗ trợ về môi trường làm sao cho tốt hơn. Khi về quê hương thì mình nhận thấy một cái điều là đất đai ở khu vực mình bỏ trống rất là nhiều. Nghiên cứu đi sâu thì mình mới biết là cái nguồn rác thải hàng năm, không những là ở khu nông thôn rồi những cái khu công nghiệp ấy, thì đổ chất thải về đây rất là nhiều. Thế nên là để mà trồng một cái cây lúa hay là trồng một cái cây ăn quả tốn nhiều chi phí và vất tốn rất là nhiều thời gian. Lúc đấy mình mong muốn làm cái gì đấy để có thể giúp đỡ cho quê hương. Thì cùng với đấy, khi mà mình đi thiện nguyện ở tại các trung tâm cai nghiện và những trẻ mồ côi thì mình đã gặp được những cộng sự của mình là Huyền và Đức. Thì khi đấy thì chúng mình đã có chuyến đi xuyên Việt cùng với nhau. Đi xuyên Việt thì mình mới nhận thấy là ở quê hương rồi đất nước Việt Nam của chúng ta thì có vô cùng nhiều nguồn tài nguyên. Tại sao mình không sử dụng cái tài nguyên đấy để có thể xuất khẩu sang nước ngoài? Thì chúng mình đã bắt đầu tham gia nghiên cứu, bắt đầu từ cái việc là lấy cây về sản xuất. Vâng, để có thể làm được những ống hút từ cỏ sậy đẹp mắt như hiện nay, hành trình khởi nghiệp của anh chị những ngày đầu thì có dễ dàng và thuận lợi không ạ? Biến một cái sản phẩm từ rác lên một cái sản phẩm xinh đẹp như bạn nhìn đây là một cái ống hút từ thiên nhiên. Ống hút sậy từ thiên nhiên thì thật sự là nó là một cái quá trình cực kỳ gian nan. Chúng tôi thì Manas thì đã phải đầu tư công sức và tiền bạc cực kỳ nhiều vào trong cái các công đoạn tự động hóa ống hút này trở thành một cái sản phẩm có thể là sản xuất công nghiệp. Cái thứ hai nữa là dân Việt Nam của chúng ta thì còn quen sử dụng các sản phẩm sử dụng một lần như nhựa plastic. Thế nên là đối với thị trường Việt Nam thì chưa đáp ứng nhiều, nên là chúng tôi đã phải dành rất là nhiều thời gian, công sức để có thể xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Chính vì mang lại giá trị bảo vệ môi trường, giá trị kinh tế cho cây cỏ lau sậy, không chỉ các cơ quan ban ngành ở địa phương mà rất nhiều khách hàng nước ngoài cũng đã tìm đến để được mục sở thị sản phẩm đặc biệt này của Manas. Tôi thấy sản phẩm ống hút của Manas rất đặc biệt. Ở Canada, tôi đã từng sử dụng loại ống hút này. Giờ đến đây, được quan sát quá trình làm sản xuất, tôi càng thấy thú vị hơn.
Hiện sản phẩm ống hút cỏ lau sợi của Manas đã được xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như Bắc Mỹ, Canada, Đức và Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện thị trường mà họ đang mong muốn mở rộng được hơn nữa chính là thị trường trong nước. Đã có những cái nước mà họ đã có luật không sử dụng ống nhựa thì chúng tôi đã có một con đường dễ dàng hơn là ở Việt Nam. Bởi vì cái thói quen sử dụng ống nhựa lâu rồi và mình có thể muốn thay đổi một cái thử sản phẩm thiên nhiên mà giá thành cũng cao hơn cái ống nhựa nữa thì đây là một cái khó khăn. Trước những khó khăn thách thức trước mắt, Manas đang tiếp tục nghiên cứu cải tiến giống lau sợi mới để có thể cho ra những sản phẩm chất lượng hơn. Thực tế thì ống hút cỏ sậy hay tre nứa không hẳn là mới tại nhiều nước trên thế giới. Anh chị dựa trên lợi thế cạnh tranh nào để đưa các sản phẩm của mình xâm nhập vào các thị trường khó tính như là Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc ạ? Ngay từ ban đầu thì chúng tôi đã xác định cái sản phẩm này là chúng tôi sẽ chủ yếu là cái sản phẩm chủ lực với xuất khẩu. Thế nên là trong cái quá trình mà sản xuất của chúng tôi thì chúng tôi đã có đầy đủ các giấy chứng nhận để xuất khẩu như Intertech, SGS để có thể đủ điều kiện để xuất khẩu. Cái thứ hai nữa đấy là cái điểm đặc biệt của chúng tôi ấy, đối với cái thị trường thế giới thì là một cái thị trường cực kỳ lớn. Họ không thể nào mà họ lấy cái số lượng ít được mà chúng tôi phải đủ để đảm bảo công suất cho họ. Thứ hai chúng tôi đấy là có dàn máy tự động hóa. Cái thứ ba nữa là chúng tôi có thể bảo hành cho các bên đối tác của chúng tôi đấy là một đổi một trong vòng một năm. Vâng, hiện tôi thấy thì các anh chị vẫn đang tiếp tục nhân rộng diện tích trồng lau sậy. Vậy sau sản phẩm ống hút thì anh chị có dự định gì để tăng thêm những giá trị bảo vệ môi trường cho cây lau sậy? Khi mà chúng tôi nghiên cứu sâu về cây sậy này thì chúng tôi nhận thấy ra rằng là ngoài cái các sản phẩm về trà sậy và muối sậy thì chúng tôi còn nhận thấy rằng là cái tác dụng của rễ cây sậy này để cực kỳ đặc biệt, nó có khả năng lọc nước mà cực kỳ mạnh. Nên là khi đấy thì chúng tôi đã áp dụng ở tại khu công nghiệp Hòa Lạc. Thì sau 2 năm chúng tôi nhân rộng trồng ở khu vực đấy thì bây giờ mọi người đi qua thì cảm quan bằng mắt thường thôi, chúng tôi cũng có thể nhận thấy là nước thì đã trong xanh hơn rất là nhiều và bắt đầu có cua và có cá sinh sống ở đấy. Khi mà nhìn thấy nó có cái tính ứng dụng cực kỳ cao như thế nên là chúng tôi đang cố gắng có thể phát triển cái dự án này rộng hơn ở các khu công nghiệp Thạch Tất và những cái khu công nghiệp xung quanh ở khu vực Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Vâng, cả bốn anh chị đều từng đi du học, có thể chọn những hướng đi dễ dàng hơn là khởi nghiệp bằng cây cỏ sậy. Có bao giờ thì các anh chị cảm thấy ân hận về lựa chọn này của mình không? Và anh chị muốn gửi gắm lời nhắn nhủ gì tới những bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp những dự án liên quan tới môi trường? Khởi nghiệp cùng với nhau thì mình nhận thấy là học hỏi được rất là nhiều. Đây là một cái nơi mình được sống trọn vẹn, mình có thể phát triển bản thân và cái điều đấy làm tôi rất là tự hào và không hề có một tí nào ân hận. Hiện tại thì đất nước Việt Nam của chúng ta thì quan tâm rất là nhiều tới những start-up liên quan sản xuất và kinh doanh này, các lĩnh vực về bảo vệ môi trường, nên đây là một cái cơ hội cực kỳ rộng lớn cho chúng ta. Hãy cùng nhau bắt đầu để gây dựng, cùng nhau bảo vệ môi trường Việt Nam trở nên xanh sạch đẹp hơn. Sau khi trò chuyện với chị Nga thì tôi có cảm nhận để làm được một sản phẩm có thể góp phần bảo vệ môi trường luôn là một hành trình không mấy dễ dàng. Chúc chị và các cộng sự của chị nhiều sức khỏe và tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng hơn để góp phần bảo vệ môi trường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.